À, à, em xin trân trọng được giới thiệu với vai trò là diễn giả cũng như là dẫn dắt chương trình thì à, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ à, ngô công trường là sáng lập và giám đốc chuyên môn tại công ty cổ phần tư vấn và giáo dục john partners à, anh trường thì chắc là các anh chị cũng đều đã biết rồi nhưng mà em cũng xin giới thiệu lại một chút à, thì à, anh trường thì tiến sĩ ngô công trường thì là à, tiến sĩ kinh tế tại đại học châu âu và anh trường cũng đạt cái cấp độ cao nhất về operational excellence là master black belt. À, mới gần đây thì anh ngô công trường cũng được công nhận là một trong 40 người xuất sắc nhất thế giới về vận hành xuất sắc operational excellence do hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ ASQ là đơn vị tư vấn về chất lượng cho chính phủ Mỹ bình chọn. À, anh trường thì cũng hiện đang là giám đốc và giám đốc của hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ ASQ tại Việt Nam chuyên gia tối ưu hóa và tái cấu trúc uh, vận hành doanh nghiệp uh, cũng là anh trường cũng từng là lãnh đạo uh, tại các tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn tại Việt Nam và uh, là chủ nhân của các uh, cuốn sách uh, ví dụ như là khởi nghiệp thông minh với mô hình Smart up uh, đây cũng là một trong một trăm cuốn sách mới được bình chọn là uh, cần phải có trong tủ sách của doanh nghiệp và một số cuốn sách khác ví dụ như là kiến giết voi hành trình khởi nghiệp và xin trân trọng chào đón tiến sĩ Ngô Công Trường ạ. À. xin chào tất cả các anh chị, cảm ơn bạn Thu rất nhiều. thì một lần nữa là rất là vui khi gặp lại các anh chị ngày hôm nay. thật sự là ngày hôm nay không phải là cái buổi mà mình gọi nôm na là cái buổi chia sẻ hay là cái buổi webinar thông thường mà buổi hôm nay gần như là buổi tâm tình sau một thời gian rất dài chúng ta gặp được nhau với những gương mặt thân quen. có những người thì mới vừa gặp đây thôi nhưng mà bây giờ là thấy là mất cái 6 tháng rồi là do mất cái dịch đúng không ạ? Ví dụ như mới gặp chị Hằng hồi đầu năm bây giờ là ngó là thấy 6 tháng rồi và có rất nhiều gương mặt thì đã gặp với nhau cũng gần cả chục năm và cũng nhiều gương mặt là mới gặp cách đây khoảng 2 năm thì bắt đầu vào dịch chúng ta chưa làm được và có rất nhiều cái kế hoạch, rất nhiều cái hứa hẹn với nhau ngày hôm qua thì song song với việc là tái cấu trúc và kick up một cái dự án rất là lớn của John Partners thì hôm qua cũng như bạn Thu vừa chia sẻ là cũng được nhận cái giải thưởng là 100 cái quyển sách là cần có trong tủ sách doanh nghiệp thì lần đầu tiên nhận được giải thưởng này và cũng không có biết sách để đi PR đi đi quảng cáo gì cả nhưng mà được giải thưởng này thì hôm nay cũng rất là hưng phấn rất là vui để có dịp trao đổi với mọi người các anh chị hãy có những cái câu hỏi nào và thực sự là trong quá trình vừa rồi chúng ta đã tương tác với nhau chúng ta đã gặp John Banners chúng đã tương tác với trường rồi thì các anh chị có những cái câu hỏi những cái vấn đề nào chúng ta hãy đưa ra rất là thực tế những nội dung các anh chị nghe rất là quen nhưng mà khi mà chúng ta nghe lại thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm thế như một ly nước nước rỗng ha ly nước rỗng mà mình rót nước vào và bắt đầu mình refresh lại để mình chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới là giai đoạn rất đặc biệt khi back to normal dạ yeah. không biết là các anh chị quay trở lại giai đoạn mới là back to normal này các anh chị nào cảm thấy rất là bận rộn không Nhưng John Banner sự thật sự chia sẻ với anh chị là cắm đầu luôn đó và cảm ơn các chị một lần nữa các quý khách hàng rất là à, lâu năm chân thành của John Banner và chúng ta đều gặp nhau mỗi năm trong những buổi tri ăn như thế này và rất hy vọng là năm sau chúng ta sẽ gặp lại giống như cách đây hai năm là chúng ta sẽ có những buổi tri ân trực tiếp cho có dịp để đến trực tiếp doanh nghiệp các anh chị thì hôm nay chúng ta có một buổi tri ân đặc biệt hơn bao giờ hết là năm ngoái thì không làm được cái gì ạ năm ngoái thì do là vừa covid và chúng ta còn chưa quen môi trường online còn năm nay thì bắt khả kháng rồi và sang năm thì chắc chắn cho bên sẽ tới thăm từng các anh chị thì cảm ơn các anh chị rất nhiều xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Ngô Công Trường sẽ bắt đầu phần chia sẻ của mình với nội dung về tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm khách hàng sau dịch xin trân trọng mời tiến sĩ Ngô Công Trường ạ à, cảm ơn bạn Hoài Thu ha thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về việc là tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp thì hôm nay tôi sẽ nói rất là tổng quan thì các anh chị có một bức tranh tại vì rất nhiều anh chị khi mà gửi cái đề nghị về trong xong buổi tri ân này thì các anh chị mong muốn là có những cái kiến thức được hệ thống hóa để mà được tổng quan và chúng ta là lãnh đạo doanh nghiệp chúng ta cần có những kiến thức như thế này thì sau này mình về mình sẽ quan trị doanh nghiệp giống như là mình vận hành một bức tranh trong bản tuần hòa Medelab là vậy á và nội dung số 2 là nội dung này cũng chia sẻ cái gì là lần đầu tiên nói trước công chúng luôn và đặc biệt là nói trước công chúng ở Việt Nam là nội dung về nâng cao trải nghiệm khách hàng thì các chương trình này hiện nay cho chỉ làm in house và làm tư vấn dành cho các doanh nghiệp trực tiếp của mình thôi không làm public và không làm uh, webinar thì đây là lần đầu tiên chia sẻ với lại các anh chị trong buổi tri rất hy vọng là các anh chị sẽ đón nhận nội dung này rất là mới mẻ ha rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần phần đầu tiên là tối ưu hóa như đừng nói ha phần thứ hai là bằng thiết kế và xây dựng trải nghiệm khách hàng thời kỳ hậu covid và cái này rất là quan trọng luôn trong đặc biệt thời kỳ này trước đây mình nghe một khái niệm rất là quen thuộc là too big to fail là quá lớn để thất bại ví dụ như hồi xưa bên mỹ á, tập đoàn general motors gm khi mà thất bại á, thì chính phủ mỹ tung tiền ra cứu việt nam mình vừa rồi thì có một tập đoàn rất lớn việt nam airlines đúng không mà sau khi mà chúng ta chết đầu tiên là chết bằng tám ngàn tỷ ha sau đó chúng ta chết tiếp vì chỉ số daycast on hand chúng ta hết tiền mặt trong túi rồi chúng ta chết sau đó còn không ai cứu được thành ra là bây giờ là trong bối cảnh mà hậu covid các anh chị nhớ dùm trường là doanh nghiệp nào càng lớn thì càng dễ chết thứ hai á covid nó có một cái tác dụng mà nó tác dụng thì nó hơi kỳ nhưng mà chúng ta đã nói về quản trị quản trị mình luôn nhìn hai mặt Có một tác dụng là nó reset lại giúp cho tất cả mọi người quay về lại vật xuất phát thậm chí là quay về lại trước thời xuất phát nữa thời điểm cuối tháng 10 rất nhiều tập đoàn rất nhiều công ty đang trong cái thời kỳ là hoạch định chiến lược năm sau và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm sau thời gian mà trước khi covid á là chúng ta quá bận để chúng ta đi bắt những con gà đúng rồi. Nếu doanh nghiệp các anh chị đang vui đang phát triển thì các anh chị nhớ dùng từ cái từ khóa là từ tối ưu hóa, tiếng Anh nó gọi là optimization. Còn nếu mà doanh nghiệp mình đang buồn á thì mình sẽ dùng cái từ là tái cấu trúc, à, tiếng Anh nó gọi là restructure. Thành ra ở miền Bắc mình á là cái gì mình cũng gọi là tái cấu trúc ấy. Tại vì khi nghe từ tái cấu trúc á là chúng ta thấy rất là tiêu cực. Thứ hai là có doanh nghiệp mà tái đi tái lại họ mình nó không chích. Thứ ba á, là từ tái á tới từ re á là từ nó dở nhất trong quản trị luôn. Mình làm gì mà re là dở lắm, đúng không? Và tiếp theo là tái cấu trúc là hoạt động nó có tính thời điểm là nó bắt đầu và kết thúc. Còn việc mà tối ưu hóa là hoạt động mà chúng ta phải liên tục, đúng không ạ? Thành ra cái việc mà chúng ta phải cải tiến liên tục, chúng ta phải cai gen làm tốt hơn mỗi ngày, thì đó chính là tối ưu hóa doanh nghiệp sắp tới. Cho dù mình có bận rộn hay không, mình có bị trùm cuối truy sát hay không, thì mình cũng đừng dành thời gian nhiều quá đi bắt gà ha mà dành thời gian xây dựng hàng rào được không ạ? Chia sẻ các anh chị một trong những câu nói của rất nổi tiếng của ông Brian Buffett là nếu mà có 100 giờ để ngồi cưa gỗ thì ông dành hết 90 giờ để ngồi mài cưa còn 10 giờ để đi cưa thôi. Cái việc mài cưa này được hiểu là chúng ta phải làm sao? Thứ nhất, phải nâng cao cái năng lực đồ ngủ. Và thứ hai á, là môi trường hiện nay á, nếu mà trong bối cảnh hậu Covid á, hậu trước đây á, là mình sẽ có cái con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Còn bây giờ cái quan trọng nhất đó chính là con người phù hợp. Thì bây giờ phù hợp là phù hợp về cái gì? Bây giờ mình phù hợp mình có hai cái phù hợp. Một là culture fit, hai là job fit. Tiếng Việt nó gọi là phù hợp với văn hóa và phù với công việc thì trong môi trường mà mài cưa này này rất nhiều công ty phải giảm nhân sự và rất nhiều công ty đặc biệt là giảm lương nhân viên luôn trong bối cảnh khó khăn đó nếu mà trước đây chúng ta đối xử với họ chúng ta mang đến cho họ cái gì hoặc là họ đến chúng ta vì cái gì thì bây giờ trong tình huống khó khăn ta sẽ ra đi vì cái đó thành ra chỉ có một cái duy nhất mà chúng ta có thể giữ người ta lại thôi đó chính là văn hóa doanh nghiệp thành ra trong tình huống này nếu mà các anh chị sử dụng một cái văn hóa doanh nghiệp tốt thì ngay trong bối cảnh khó khăn nhân viên người ta sẽ chủ động lên đề xuất với các anh chị về việc là giảm về làm giảm thu nhập như thế nào người ta sẵn sàng đồng hành với các anh chị có một câu trường chinh tặng các anh chị là câu của ceo của ibm đây là cái ông được bình chọn là một trong những ceo của thế kỷ ông nói một câu là chúng ta hãy coi cái văn hóa doanh nghiệp và chiến lược giống như là những cái buổi ăn sáng của mình là ngày nào mình cũng làm chúng mình đánh răng buổi sáng ngày nào mình cũng làm thì nó sẽ quen thì bây giờ chúng ta đi mài cưa đi xây dựng hàng rào thì đủ cái tư duy của mình thì chúng ta sẽ có một khái niệm rất quen thuộc đó chính là operational excellence và chia sẻ với anh chị là UI là một trong những khái niệm hiện nay đang là xu hướng quản trị không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới luôn và ngay tại hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ người ta cũng áp dụng mô hình này trong 10 năm tới UI tiếng Việt là vận hành xuất sắc vận hành tối ưu hay vận hành hoàn hảo chúng ta sẽ có những mô hình lean là tinh gọn đầu tiên là từ khóa về lean enterprise mô hình doanh nghiệp tinh gọn bây giờ nó không gọi là sản xuất tinh gọn bây giờ nó là lean enterprise mô hình doanh nghiệp tinh gọn thành ra cái việc mà chia nhỏ công ty nó thành những chiếc f một những chiếc f một đó chính là những doanh nghiệp tinh gọn các anh chị sẽ thấy những khái niệm rất quen thuộc ví dụ như là lean service dịch vụ tinh gọn lean banking hay là lean hospital thì đây là những cái cách mà chúng ta bắt đầu tư duy mô hình số 2 là mô hình six sigma mô hình six sigma sắp tới chúng ta phải làm sao cho cái chất lượng ở doanh nghiệp chúng ta nó phải ổn định linh hoạt và phù hợp. Tại vì sai lầm của rất nhiều doanh nghiệp đó, sau đại dịch đó, là chúng ta làm chất lượng cao, này, chất lượng dao động này, chất lượng không ổn định này. Và cuối cùng là chúng ta không phù hợp với khách hàng. Thành ra là trong ngành dịch vụ hay sản xuất gì cũng vậy, chúng ta phải phù hợp với khách hàng đó là hai cái mảng rất truyền thống từ xưa đến giờ mảng số 3 đó chính là xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao còn trước giờ chúng ta hay tập trung nhiều vào hiệu lực sau covid là mình không còn hiệu lực nữa hiệu lực ví dụ như là mình có những hoạt động ví dụ như là chấm công mặc đồng phục đi tới văn phòng và các chị biết là rất nhiều doanh nghiệp hiện nay mình đã không cho nhân viên tới văn phòng rồi mình nhớ cái câu mà trường rất là ấn tượng khi làm việc ở tập đoàn vingroup với là anh vượng ấy, là cái câu là xong cũng xong mà không xong cũng xong luôn tức là mình lập ra cũng rất là nhanh rồi mình dẹp cũng rất là nhanh thì cái value chain và hiện nay nếu mà cái mảng công việc nào các anh chị thấy rằng á là nó không mang lại giá trị gia tăng hay là nó không hiệu quả mình mạnh dạng mình cắt ngang đi các anh chị ha cắt sớm đừng để lâu thành ra là chúng ta thấy là trong đời vừa rồi có rất nhiều công ty là dẹp cũng nhanh mà mở cũng nhanh cái tiếp theo là mô hình sáng tạo cái giá trị value innovation tức là mình làm sao cái sản phẩm dịch vụ của mình cái mức sáng tạo rất là cao nhưng cái chi phí làm ra rất là thấp và điển hình của hai doanh nghiệp này ở việt nam đó chính là British hunter và oppo và cái cuối cùng cái cuối cùng đó chính là trải nghiệm khách hàng thì trải nghiệm khách hàng hiện nay nó chính là đỉnh cao của các dịch vụ xưa nay xưa nay các chị nghe là CS là customer service là dịch vụ khách hàng thì cái này nó cũ lắm rồi thứ hai là mình chuyển nâng cấp lên là CSS là customer service and support là dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng thì bây giờ mình tới cái cuối cùng là customer experience để tăng cường cái trải nghiệm của khách hàng và những cái trải nghiệm nào không tốt của khách hàng thì mình thể là bỏ đi thì đây là chính là cái xu hướng mới và người ta sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn cho cái CS này thiên thời địa lợi nhân hóa đây là cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam ấy nó lên cái tầng lớp cấp trung rất là nhiều và khi mà thu nhập trung bình tầng lớp trung lưu mình nhiều và cái mức độ income nhiều á thì người ta sẽ ở tầng số 3 của tháp nhu cầu Maslow để lên ở tầng số 3 thì người ta quan tâm tới an toàn quan tâm tới trải nghiệm quan tâm tới cá nhân hóa quan tâm tới sự định vị quan tâm tới sự thể hiện và sự tôn trọng thì đó là những cái rất quan trọng các anh chị sẽ tập trung vào đó nên các anh chị bán càng nhiều cái giá trị nằm ở đó thì các anh chị sẽ rất là lời còn nếu mà các anh chị bây giờ tập trung vào sản phẩm truyền thống thì các anh chị chắc chắc thì các anh chị sẽ thấy là trước đây ấy, chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là chiến lược là cao nhất đúng không ạ sau khi chúng ta xây dựng chiến lược xong chúng ta sẽ xây dựng hệ thống và sau khi xây dựng hệ thống xong chúng ta sẽ xây dựng quy trình và cuối cùng tới vận hành đó lý do vì sao mà nếu mà các anh chị có làm ISO trong doanh nghiệp thì nó là có lõi của hệ thống còn bây giờ một trong những cái các anh chị cần phải thay đổi đó chính là cái tư duy của doanh nghiệp tư duy chiến lược hệ thống quy trình và vận hành cái vấn đề mà trong doanh nghiệp chúng ta đang gặp phải đặc biệt là sau cái thời kỳ hậu covid này là chúng ta đang gặp phải là từ dưới lên trên chúng ta sẽ gặp từ vận hành sau đó gặp từ quy trình và khi mà chúng ta gặp rất nhiều cái sự cố trong doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề vận hành nhân viên làm không giống nhau chúng ta sẽ nghĩ ngay vấn đề về quy trình như vậy vấn đề thì chúng ta gặp từ dưới lên trên nhưng mà cách thức giải quyết hiện nay đối với chủ doanh nghiệp và đối với các anh chị lãnh đạo cấp cao là chúng ta giải quyết từ trên xuống dưới các anh chị ha nên đó lý do vì sao mình phải đã thông anh em đã thông mọi người về mặt tư duy trước khi mình đi làm chiến lược thành ra rất nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quý 4 này các anh chị sẽ làm một cái việc là strategy planning hoạch định chiến lược năm sau nhưng chúng ta ít khi ngồi cái việc là mình ngồi mình nghĩ một cái strategic thinking tư duy chiến lược thì mình mới làm chiến lược nó khác được. Những cái tập đoàn mà hàng đầu hiện nay, đặc biệt là những tập đoàn công nghệ thì người ta suy nghĩ rất nhiều và cái tư duy người ta sẽ thay đổi dẫn tới cái chiến lược nó thay đổi. Hai cái nguyên tắc của Uy cũng muốn chia sẻ với anh chị. Nguyên tắc số 1 là do the right thing right. Từ tiếng Việt là làm đúng việc đúng. Thì cái từ right đầu tiên mà màu xanh green á, màu xanh lá cây á, nó là vai trò của lãnh đạo. Right số 2 là cái từ màu tím á, là vai trò của thực thi. Tại vì cái right màu xanh lá cây này nè, nếu mà nó sai thì không sao nó sai chắc cú luôn, đúng không ạ? cho dù right or wrong thì nó cũng sai thành ra mình phải làm đúng ngay từ đầu đã thành ra cái từ số 2 trong nguyên tắc số 2 đó chính là làm đúng ngay từ đầu right the first time. những cái hoạt động trong tư duy những hoạt động về đồng hành trong các doanh nghiệp về lĩnh vực tú ương thì các anh chị nên làm đúng ngay từ đầu ví dụ như rất nhiều anh chị hiện nay đang hỏi tôi là anh Trường ơi em làm xong cái layout nhà máy rồi tới ngó giùm em cái có được hay không chẳng lẽ giờ tôi ngó xong tôi trả lời là giờ chúng ta đã đập đi xe lại thành ra hãy cho tôi ngó lúc mà các anh chị làm đến file autocad đừng cho tôi ngó lúc mà các anh chị làm xong rồi hay là các chị làm xong đang vận hành xong rồi đang vận hành một cái đơn vị kinh doanh một cái business unit xong hỏi tôi là nó ok không <laughs> ok không giờ tôi trả lời không ok là làm đi xe lại đúng không mình đang sống trong một thế giới biến động thế giới không chắc chắn thế giới phức tạp và thế giới mơ hồ đó là những cái chữ vu ca truyền thống và Tôi chia sẻ với anh chị là đối với vu ca đối với covid sẽ có một số doanh nghiệp vui và một số doanh nghiệp buồn đó là lý do vì sao mà tiếng việt mình có một từ rất hay là từ nguy cơ trong nguy có cơ các chị nếu mà chúng ta sống trong một thế giới là đầy biến động chúng ta sẽ chuyển thành một thế giới mà chúng ta đang kiểm soát được nó chúng ta phải có từ khóa đầu tiên từ vision là chúng ta phải có tầm nhìn và tầm nhìn ở đây á, chia sẻ anh chị là trước đây chúng ta nhìn xa lắm nhìn xuyên bằng đêm nhưng hiện nay khi mà show bắt tư vấn cho các tập đoàn lớn á, thì tôi khuyên các chị đừng nhìn xuyên bằng đêm nữa nhìn nhìn tôi ba năm thôi và ngay cả các tập đoàn lớn tại việt nam ngay cả vingroup các chị người ta cũng làm tầm nhìn trong ba năm thôi. và anh vượng có lời thề là không nhìn quá ba năm tại vì bây giờ năm sau chưa biết nó là cái gì nữa tầm nhìn này hiện nay các anh chị làm giúp trường là 5 quý à, chúng ta thấy rất là lạ nha chúng ta làm kế hoạch hàng năm nó có bốn quý mà chúng ta làm 5 quý và trong năm quý này thì công thức chúng ta làm là hai cộng 3. quý đầu tiên là quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 giai đoạn này các anh chị sẽ dùng cái từ là giai đoạn setup hoặc là giai đoạn pilot và 3 quý tiếp theo là quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2022 là giai đoạn các anh chị sẽ dùng cái từ là roll out. Giai đoạn này là giai đoạn các anh chị cắt kính. Như vậy là trong hai quý đầu tiên này, quý đầu tiên là quý cuối năm, quý tiếp theo là quý ăn Tết. Hai quý này là chúng ta chỉ là set up thôi quỹ không làm gì đó và ba giờ tiếp theo là giai đoạn maintenance ngay tại hiệp hội chất lượng hoa kỳ và các doanh nghiệp hoa kỳ người ta có hơn 100.000 doanh nghiệp đang là thành viên á người ta dự báo rằng là nhanh nhất tại hoa kỳ thì back to normal của hoa kỳ là tháng 5 năm 2022 và trước tháng 5 năm 2022 đó, chỉ có một câu duy nhất thôi là đẩy lùi dịch bệnh trong phát triển kinh tế vậy hết ngay cả mỹ người ta còn có một mục tiêu duy nhất là đẩy lùi dịch bệnh thôi thành ra các chị lưu ý là từ đây tới tháng 5 năm 2022 thực ra kinh tế của mình nó chưa back to normal đâu nó vẫn còn rất là khó khăn nếu mà các chị đang làm chiến lược cho doanh nghiệp đầu tiên là tồn tại tại vì nếu chúng ta rất khác biệt mà tới tháng 5 hay hôm hai mà chết mất tiêu rồi sẽ không còn ai nhớ chúng ta rồi sau khi tồn tại xong thì ba quý tiếp theo chúng ta mới đi làm cái sự khác biệt này cái từ số 2 là mình đang ở uncertainty là môi trường không chắc chắn thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua từ thứ hai là từ understanding là từ thấu hiểu cái bài thấu hiểu là thấu hiểu cái gì thứ nhất là thấu hiểu về khách hàng tại vì sau bối cảnh vuca một số hành vi của khách hàng nó sẽ thay đổi vĩnh viễn cái số 2 là chúng ta phải thấu hiểu nhân viên thấu hiểu nội bộ của mình thành ra bây giờ bên cạnh là customer experience rất nhiều khách hàng đối tác của Sony đang làm một cái từ is viết tắt của từ là employee engagement hoặc là employee experience là chúng ta phải gắn kết nhân viên và nâng cao cái trải nghiệm nhân viên tại vì khi nhân viên gắn kết nhân viên trải nghiệm cao thì nhân viên sẽ mang lại dịch vụ khách hàng tuyệt vời thứ ba là chúng ta đang sống một thế giới rất là phức tạp thì chúng ta sẽ chuyển thành là rất là rõ ràng cuối cùng là chúng ta sống trong một cái thế giới mơ hồ chuyển thành cái từ là agility đó là một mô hình quản trị linh hoạt uyển chuyển trước đây chúng ta là một năm như vậy cái thời gian mà cái khoảng cách chúng ta đang đánh giá nó xa quá còn bây giờ thì chúng ta làm hàng quý mà nếu mà có hy sinh có chết thì chết một quý thôi đúng không và chúng ta rất là linh hoạt thích nghi chiến lược doanh nghiệp sau thời kỳ hậu covid đầu tiên là chúng ta sẽ có chiến lược là dẫn đầu nhờ chi phí thấp muốn dẫn đầu nhờ chi phí thấp thì các anh chị phải triệt tiêu 9 cái lãng phí và xấu cái tổn thất trong doanh nghiệp của mình tổng cộng là mình dẹp 15 mốn trong doanh nghiệp của mình thứ hai là mình tạo sự khác biệt thì cái này là chắc là miễn bàn rồi tạo sự khác biệt tìm đầu tiên là mình tìm cái usp cái điểm khác biệt của mình thì cái USP rất nhiều người làm rồi nhưng mà chưa đúng thì các anh chị có thể tham khảo thêm một phương pháp luận Nó chính là VPC là Value Proposition Canvas là mình đi tìm ra được cái điểm khác biệt của mình và lưu ý dùm trường này khác biệt này nó phải đi kèm với năng lực các anh chị chứ nếu như chúng ta khác biệt mà không đi kèm với năng lực thì chúng ta sẽ destroy tức là phá hủy doanh nghiệp đó rồi chiến lược số 3 là các anh chị phải tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng cái cách mà các anh chị hợp tác với khách hàng khách hàng ở đây mình phải hiểu rộng ra các anh chị nha khách hàng bao gồm các bên liên quan luôn đúng không ạ khách hàng ở đây có thể là khách hàng trả tiền như mình khách hàng có thể là đối tác khách hàng ở đây có thể là nhà cung cấp nha các anh chị trước giờ chúng ta thấy là chúng ta với nhà cung cấp là chúng ta là khách hàng thì tại sao chúng ta phải làm việc với nhà cung cấp tốt hơn thì xin thưa các anh chị là trong cái đợt covid này thì khi các anh chị đối xử tốt với nhà cung cấp thì nhà cung cấp mà họ quay lại họ ngược lại họ đối xử được tiền tốt với các anh chị ví dụ như là các thời gian thanh toán các thời gian giao hàng thời gian nhận hàng người ta đều tốt với các anh chị như vậy là chúng ta sẽ làm cho tăng lợi ích và trải nghiệm khách hàng càng nhiều càng tốt và cái cuối cùng là chúng ta sẽ có những chiến lược liên quan đến sản phẩm bổ trợ và sản phẩm thay thế tức là các anh chị toàn nghĩ về đối thủ trực tiếp đúng không nhưng mà sản phẩm thay thế nó vào việt nam là giết chết các anh chị Công điệp đầu tiên trong trải nghiệm khách hàng cái công thức rất là quan trọng là giải pháp tiếng anh gọi là solution bằng với sản phẩm là products cộng với service cái chuyển dịch khách hàng hiện nay ấy, người ta chuyển dịch từ cái việc là mua sản phẩm qua thành mua giải pháp ấy. và sản phẩm hiện nay ấy, là hầu như cái mức độ cạnh tranh rất là khốc liệt và cái sự khác biệt về mặt sản phẩm của các chị về mặt product của chị không còn nhiều nữa tại vì chỗ nào bây giờ người ta có sản phẩm giống nhau cái sự khác biệt duy nhất ở đây nó chính là dịch vụ ấy. thành ra cái tỷ lệ ở đây ấy, người ta sẽ thấy là cái sản phẩm này cơ cấu trong chi phí giá thành bắt đầu từ ngày người ta sẽ làm sao để giảm xuống dưới 20%. mươi phần trăm còn cái dịch vụ này người ta sẽ làm sao nó tăng lên 20%. Công thức 80 20, 20% là cho sản phẩm và 80% cho dịch vụ. Và các anh chị là người đi bán giải pháp. Và các anh chị hiện nay đừng gọi là đi bán sản phẩm nữa mà đi bán cái business solution, đi bán giải pháp doanh nghiệp. Người ta sẽ không mua một cái đồ nội thất nữa, người ta mua giải pháp về nội thất. Người ta không mua xe, người ta mua về giải pháp về không gian hay là cái phương tiện di chuyển. Đó là những cái giải pháp. Khi mà đi về giải pháp chúng ta tăng cường về dịch vụ ấy, thì chúng ta sẽ có trải nghiệm khách hàng thì trải nghiệm khách hàng xuất sắc này nó đến từ tất cả các khâu trong doanh nghiệp ý đầu tiên á, là cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc này thì các chị làm sao thiết kế tất cả các điểm chạm tất cả các hành trình khách hàng của khách hàng thì mình phải làm nó xuất sắc tất cả các điểm chứ không phải là rất nhiều doanh nghiệp bị sai lầm là chúng ta chỉ thiết kế cái khâu cuối cùng rồi cái số 2 á, là để mà tăng cường cái điểm chạm của khách hàng tăng cường trải nghiệm khách hàng thì mình phải làm xuất sắc cho tất cả các khâu liên quan tới vận hành tại vì nếu mà một khâu liên quan tới vận hành mà mình làm cụ bắp á, thì cái trải nghiệm khách hàng nó sẽ bị cụ bắp thì đây là cái mà các anh chị lưu ý và cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc này, này nó phải đi kèm với cái năng lực triển khai và năng lực thực thi. Tại vì nếu mà chúng ta hứa nhiều quá mà chúng ta không làm được thì chúng ta làm ưu hồn phúc đó. thì cái trải nghiệm khách hàng nó chết. Và ngay sau đây thì chắc là chương trình cũng sẽ xin phép được kết thúc. Cảm ơn các chị nha. Xin chào nha. À, xin chào các bạn.